Sau trận thi đấu này sẽ là trận thi đấu cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay. Vận động viên Nguyễn Công Thành, đơn vị Hà Nội và vận động viên Quán Quốc Thắng, đơn vị Hà Nội chuẩn bị. Xin công bố kết quả trận thi đấu vừa qua như sau.